Đây là video hướng dẫn kiểm hóa tại kho vận Tân Cảng. Phần 1. Trường hợp kiểm hóa. Đầu tiên, khách hàng hoàn thành công tác đăng ký mở tờ khai. Sau đó, tại hải quan giám sát kho, khách hàng trình lệnh giao và thực hiện đăng ký kiểm hóa. Tại văn phòng kho hàng, khách hàng trình lệnh giao hàng và nhận phiếu đăng ký kiểm hóa. Tại cửa kho, khách hàng trình phiếu đăng ký kiểm hóa. Sau đây là một vài lưu ý nhỏ cho khách hàng. Trước khi thực hiện kiểm hóa, khách hàng đăng ký kiểm hóa trước 1 giờ để chuyển hàng về khu vực kiểm hóa. Kiểm tra sơ bộ xung quanh kiện hàng và nếu có bất thường thì báo nhân viên kho phụ trách tại cửa kho. Thực hiện ký xác nhận, ký biên bản tình trạng bao bì hàng hóa. Sau khi thực hiện kiểm hóa, khách hàng sau khi kiểm hóa xong phải niêm phong hàng hóa và biên bản giao cho kho theo niêm phong. Phần 2. Trường hợp lấy mẫu. Khách hàng thực hiện đăng ký với nhân viên kho trước khi lấy mẫu. Khi lấy mẫu yêu cầu phải có mặt hải quan kiểm hóa hoặc giấy yêu cầu giám định chất lượng hàng hóa. Sau khi lấy mẫu xong, quý khách ký phiếu xác nhận lấy mẫu theo số lượng thực tế. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài Tân Cảng Sài Gòn 18001188, Zalo OA Sài Gòn Newport Corporation, Group Facebook Đồng hành cùng Tân Cảng Sài Gòn.